em chọn một người có bản lĩnh với lại có đôi mắt đẹp. Chỉ cần đôi mắt đẹp thôi, còn mũi miệng xấu hết. Xúc như thế nào trong lần gặp gỡ đầu tiên? Xin mời Hạ Mang. Rồi mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi bạn nam làm cho nó sơm tụ nào, giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường và tất cả quý vị ở đây. Tôi tên là Võ Hoàng Vũ Huy. Năm nay tôi 24 tuổi. Quê tôi ở Bà Rịa Vũng Tàu, hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Làm nghề gì? Dạ em làm về kỹ thuật máy tính. Mời bạn nữ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Kim Cương. Sở thích của em là soi gương, cũng hay yêu đơn phương. Dạ năm nay em 23 tuổi. Em là sinh viên mới ra trường. Bạn bè nói em cũng dễ thương. Còn thầy bói nói em tên Kim Cương, mà mang họ Tô nữa, là Tô Kim Cương. Nên anh nào yêu em chắc chắn sẽ rất sung sướng. Quá ấn tượng, quá xuất sắc. Em quê ở đâu? Dạ em ở Sóc Trăng. Lên đây bao lâu rồi? Dạ 5 năm. Rồi bạn sẽ đi tìm một người yêu thế nào? Dạ em cần một người có bản lĩnh, với lại có đôi mắt đẹp. Chỉ cần đôi mắt đẹp thôi, còn mũi miệng xấu hết. Dạ thì cũng hài hòa với khuôn mặt đó chị. Dễ thương, duyên dáng, ấn tượng. Sao ế? Em có yêu đơn phương một người hồi năm lớp 11, 6 năm. Yêu đơn phương 6 năm? Dạ. Cái người đó biết không? Dạ biết. Có yêu lại em không? Mà yêu 6 năm. Trời gì dai dữ vậy, một năm mà không được thì mình đi tìm mối khác chứ em. Một phần là môi trường học của em là trường văn hóa. Con gái rất là nhiều, con trai ít. Em thấy sao em trai? Em thấy thú vị. Thú vị hả? Bạn gái đó đặc biệt. Bạn ấy đang đi tìm một cái người có đôi mắt đẹp. Còn mình muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Về ngoại hình cao khoảng 1m6, dáng người cân đối là được rồi. Tính tình thì lễ phép với mọi người, biết cư xử rồi, đừng có bảo thủ quan điểm cá nhân quá. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em thì hai mối tình chính thức. Còn những mối tình lẻ tẻ thì khoảng nhiều không? Cỡ 7-8. Hả? Bạn nhiều dữ vậy hả? Một mối tình rất là lâu, 6 năm và đơn phương đó. Có lẽ bạn về kinh nghiệm tình trường hay hơn đúng không? Vậy thì bạn còn cái gì mà chưa hoàn thiện đối với tình yêu? Còn cái là hay vô tâm. Hay vô tâm đó, cái này rất là vô quan tâm thảo. Là không được rồi, phụ nữ người ta thích người bạn trai phải là quan tâm chăm sóc với người ta chứ, em vô tâm là thua rồi. Vậy em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai lý tưởng của mình như thế nào? Một người có lý tưởng sống nè, có công việc ổn định. Em ghét nhất là lăng nhăng với lại gia trưởng. Không thích lăng nhăng với gia trưởng. Bạn trai có lăng nhăng với gia trưởng không? Không hề chị. Chào em. Bây giờ anh hỏi nè, một người đàn ông chăm sóc cho em rất là kỹ, yêu em rất là nhiều, chiều em rất là tốt, nhưng đôi mắt xấu quắc thì sao? Xấu quắc là sao? Nó xấu mà còn quắc luôn á. Thì sao? Thầy có đó có thể xem nha, anh ấy có đối tốt với em không thì bỏ qua cái chi tiết đôi mắt đi. Và thí dụ như không có đôi mắt thì em cần yếu tố gì nữa? Bạn đó có thể thích thể thao với em cũng được. Ồ đơn giản. Bạn thích thể thao không? Anh thích đá banh lắm em. Anh đá banh còn anh lâu. Thế nào vậy? Real Madrid. Đối thủ rồi. Rồi. Em là fan hùng xám anh, Bayern Munich. Anh là đội tuyển Việt Nam. Sở thích của em là gì? Sở thích của em là chơi thể thao, viết nhật ký. Viết nhật ký? Viết được mấy cuốn rồi? 5 cuốn. Viết gì trọng? Nhật ký sao nói chị? Nói chứ, hồi đó chị cũng hay viết nhật ký lắm. Nhưng chị viết nhật ký có mục đích không à? Chị viết cho ai làm bộ chị để cho người ta coi. Đúng không? Mắt đẹp. Mắt đẹp mà gì cũng xấu hết trơn. Xin lỗi đàn trai tôi cao sang lắm à. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Lè lè. Sao là lè lè? Ăn mặc nó màu mè mà nó không có logic. Nếu màu mè mà có logic thì có được không? Thì cái đó là đẹp rồi chị. Tại sao thí dụ như mè không có logic là sao? Như trên đỏ dưới cam, dép xanh rồi này kia vậy phải không? Chắc em nghĩ vậy. Bao lâu như em tiến tới hôn nhân được? Em thì dự định là hết năm sau. Nhanh dữ vậy? Dạ. Đã chuẩn bị gì chưa? Chuẩn bị thì đầy đủ. Nó ai chuẩn bị? Cũng gia đình chuẩn bị. Về ở chung với ba mẹ hay là ở riêng? Ở riêng chị. Ở riêng là có nhà cửa gì chưa? Hay là ở thuê? Dạ có nhà. Có nhà rồi. Nhà của em? Cũng ba mẹ để lại. Cũng ba mẹ để lại.
Đẹp trai mà làm gì ngốc. Tôi đang dòm đôi mắt thử cô có biết nói không, có truyền cảm xúc gì không. Mắt mà biết nói không là do đối tượng thôi chứ em không biết nói chắc mệt à. Tôi biết rồi, tôi truyền qua đây lại, truyền điện giùm. Nói chung là hôm nay trai tài gái sắc. À khoan, bạn nữ khi nào mà tiến tới hôn nhân được? Dạ, 2 năm. 2 năm, nhưng mà bạn trai muốn năm sau rồi, ý em sao? Bạn bạn sao đi chị. Rồi ok, hôm nay mình đi có bạn, có người nhà đi theo không? Dạ, em có bạn thân. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Ly. Chào em. Thân cỡ nào bạn? Không, tụi em chơi với nhau được 4 năm nay rồi. Vậy là hiểu nhau lắm rồi ha. Dạ vâng. Sao em thấy anh này mắt đẹp không? Dạ cũng bình thường. Nhưng mà em thấy anh cao to, rất là body. Đúng với sở thích mà Kim Cương thích luôn ạ. Dạ, bạn... cảm ơn em. Bạn trai, trai bạn đi với ai? Dạ, em đi với chú và mấy anh đồng nghiệp. Chào chú. Mình là chú của Huy. Dạ. Bây giờ xin lỗi anh Quyền Linh với lại chị Cát Tường cho em hỏi bạn bên đây được không? Dạ, dạ. Chào chú. Bây giờ nó luôn là Huy. Ba mẹ đã mất Huy lúc Huy còn nhỏ. Dạ. Cho nên Huy sống với chú tính ra là cũng mười mấy năm nay. Từ lúc Huy lên Sài Gòn chú sơ sống với chú ở đây. Chú nuôi Huy từ nhỏ đến lớn. Ba Huy xưa cũng là một cán bộ. Rồi bệnh mất. Rồi mẹ Huy cũng mới mất đây được 3 năm rồi. Dạ. Cũng mới vừa 3 năm xong. Thì muốn nói cháu biết là vấn đề là như vậy. Dạ. Đấy. Còn vấn đề Huy, cha mẹ không còn chứ vẫn còn chú, còn bác, còn cô. Và Huy còn một người chị đã có gia đình. Cho nên không biết là cháu suy nghĩ với Huy như thế nào rồi. Quan trọng là hai người có hiểu nhau với lại mình có đồng cảm hay là chia sẻ với nhau đi tới đích hay không. Nếu cháu nói vậy thôi thì chú rất yên tâm. Dạ. Chú cảm ơn cháu. Dạ, con chào chú. Cảm ơn chú. Xin chia buồn với Huy nha. Thôi cái gì nó qua qua rồi. Quan trọng mình sẽ tìm được một cái nửa yêu thương của mình để cùng về chia sẻ trong những lúc buồn vui. Hay, bây giờ mình sẽ gặp nhau đi Huy nha. Dạ. Kéo màn lên. Chúng ta sẽ có vài phút để cảm nhận về nhau. Ừ. Em tặng em. Dạ, cảm ơn em. Anh nghĩ sao về em? Quá lộng lẫy luôn. Lộng lẫy nhưng mà không có lè loẹt nha. Đôi mắt sao em? Nói chung không đến nỗi xấu. Ok, không đến nỗi xấu là cũng được. Anh có tập gym không? Không. Không hả? Anh chỉ thích đất với chơi thể thao thôi chứ tập nó người nó bự bự kỳ. Anh thích được nhiêu cái? Đó, 15-20 cái vậy không? Thua em rồi. Thua em rồi. Trời ơi. Em học võ mà chị. Ôi, có học võ nữa hả? Có học võ gì? Giờ hai bên đứng đất đua thử coi. Nhưng mà em hết được mấy cái? Em hả? Lúc trước thì 30, bây giờ nghỉ lâu rồi. 30 cái? Thì thầy bắt vậy á chị. Ủa, hồi đó giờ mấy bạn nam lên đây tôi bắt hết đất là 15-20 cái là hết sức rồi đó. Bây giờ còn hết được không? Em nghỉ lâu rồi. Nghỉ lâu bây giờ nhắm hết được cỡ nhiêu? Chắc 3 rồi. 30 mà xuống có 3 vậy. Anh có bài hát nào tặng em không? Anh hát dở lắm. Anh có gì tặng em không? Anh hết đất. Trời ơi, hết đất tặng em trời. Chịu không em? Kiểm tra sức khỏe cũng ổn lắm á em. Sao em gái? Thì anh thôi. Hết mấy cái? Thì em, anh nhắm được nhiêu? Không, anh hết chừng 15-20 cái à. Ngừng. Đừng cố nha. Chị từng đếm giùm em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Được rồi, thôi đủ chuẩn. Hợp lý. Trời, chưa thấy ai lần đầu tiên tặng quà bạn gái. Quà. Cái này là em tự tặng nha chị, không có ép mà nha. Quà này lạ quá, chắc không đòi được quá. Thôi bây giờ mình tính cái chuyện hẹn hò lãng mạn, tính cái chuyện hôn nhân ở bên đây người ta đòi tới 2 năm đó. Mà sao thương lượng vụ đó đi. Thầy em mới 23. Anh bao nhiêu tuổi? Anh 24. 24. Thế cũng trẻ mà. Trẻ nhưng mà tại gia đình hoàn cảnh á, thế là anh cứ sống một mình hoài anh buồn. Trải qua cũng nhiều mối tình rồi mấy ông, cho nên là xác định là hôn nhân luôn. Nhưng mà em muốn đi chơi là yêu dài dài cho lãng mạn. Ủa, cưới về em yêu tiếp vẫn được mà đâu có gì đâu. Thôi đàn ông nói vậy chứ cưới về cái bắt đầu là hết chăm sóc người ta. Anh hứa em luôn. Hứa sao giờ, hứa lớn lớn, hứa đây có nhiều người em hứa coi. Anh đảm bảo với em là anh là một người đàn ông tốt. Nếu mà mình đến với nhau anh sẽ yêu thương và chăm sóc cho em hết sức khả năng của anh. Và sẽ không để em thất vọng một cái điều gì. Sao bạn gái cảm nhận như thế nào? Thầy sau 3 giây sẽ biết chị.
Thôi. Hết thời gian. Chờ 3 chúng giây ta biết cơ. Kết quả sau 3 giây đi anh. Để tay gì nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ sau 3 giây nhé. Lắng nghe nhịp đập trái tim mình. Hãy sống thật với bản thân mình. 1 2 3. Rồi, chúc mừng hai bạn. Hôm nay có chú đến dự, tôi nghĩ rằng chú cũng rất là vui trong giây phút này. Nói gì với chú đi. Con chúc chú sức khỏe. Với lại cảm ơn chú đã nuôi anh Huy nên có bạn đang đứng ở đây và tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Huy nói gì với chú đi trong giây phút này. Hôm nay có chú và các anh em đồng nghiệp tới tham dự thì thật ra em rất là vui mừng. Nhìn chú á, là một người rất là phúc hậu ha. Rất là tốt, phải nói là cảm ơn cái công nuôi dưỡng của chú rất là nhiều. Chú cũng mong muốn rằng hai cháu sẽ hạnh phúc. Nhớ nha, đừng có làm gì chú buồn nha. Hai con. Để các bạn những bé xem phim sẽ có nhiều thời gian nữa để tìm hiểu kỹ hơn. Rất là đẹp đôi đấy nha. Tìm hiểu thật kỹ nha. Quà tặng dành cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, quà tặng này đặc biệt. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Xin cảm ơn. Rồi. Một cặp đôi rất là đẹp. Hy vọng rằng câu chuyện này nó sẽ có một cái hậu rất là đẹp. Nếu như được điều đó thì tôi nghĩ rằng người hạnh phúc nhất sẽ là chú. Yeah. Thưa quý vị, trải qua những cái câu chuyện giữa những cặp đôi, chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong cái việc vun vén cho tình yêu để làm sao có một tình yêu đẹp, làm sao hạnh phúc đến càng sớm càng tốt. Đó là những gì mà những người thực hiện chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò luôn luôn đem đến. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He, viên uống ngăn ngừa rụng tóc đã đồng hành với Bạn Muốn Hẹn Hò.